Chào tất cả các anh em. Hôm nay shop phụ kiện thị trường Thanh Tấn lại giới thiệu đến anh em mẫu sản phẩm mới. Đó là cái sản phẩm về dây xích chân cu trần Mã Lai. Trước khi vào video thì giới thiệu đến anh em cái số điện thoại để anh em tiện giao dịch. Số này thì có Zalo, Facebook tất cả. Đó, thời gian làm việc. Đó, giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện thì anh em có thể được xem hàng trước khi trả tiền. Đó, chúng tôi giao hàng toàn quốc cho nên anh em điện đến là không cần phải lo gì về cái vấn đề là ở gần ở xa. Đó, anh em nào ở gần thì 3-5 ngày nhận được, còn ở xa thì khoảng 5-6 ngày nha. Rồi, cái mẫu dây này là mẫu dây mồi trần mẫu 02 nha các anh em. Lưu ý là các anh em mua mẫu dây này báo giùm em là mẫu số 02, bởi vì ở đây có bán rất là nhiều mẫu. Đó, cho nên là nếu mà anh em mà nói không đúng mẫu thì mình lại giao trặc mẫu. Đó, trặc mẫu thì lại không đúng ý đồ của người mua thì lại khó. Đó, đây anh em có thể thấy đây là mẫu 02. Mẫu 02 này được thiết kế hoàn toàn bằng dây siêu bền nha các anh em. Đầu đang được làm màu xám. À, đầu đang được làm rất là mềm, dây siêu bền mềm. Đó, đang xen giữa màu xám và màu màu nâu. Đó, cái điểm đặc biệt của cái mẫu dây số 02 này nằm ở cái chống sắn. Cái chống sắn này gọi là chống sắn đồng hai lỗ. Đó, cái chống sắn này gọi là chống sắn đồng hai lỗ. Đó, cái cơ chế chống sắn của nó là như thế này. Ví dụ anh em xây như thế này thì cái này nó sẽ trả lại. Đó. Đó, anh em thấy chưa? Cái dây nó xây thì cái này nó sẽ đây. Ví dụ như con cu nó sáng cái dây thì cái này nó sẽ xây như thế này. Nó xây như thế này thì nó sẽ trả cái dây lại, làm cho cái dây không bị cốc. Đối với cái mẫu này thì phải nói với anh em là cái này thì nó bền bỉ vô cùng bền. Cái chống sắn này có thể gọi là sử dụng vĩnh viễn. Cái chống sắn này nó không bao giờ hư được. Đó. Đó. Thiết kế của nó là như thế. Đây là một cái thiết kế tối giản nhưng cực kỳ ưu việt. Bởi vì nó bền, mình không biết được là nó bền cỡ bao nhiêu. Đó, có thể là một cái chống sắn như vậy sử dụng mấy đời dây không ăn thua gì nữa. Đó. Đó. Dây này là đều dây siêu bền hết. Một sợi dây này có thể tồn tại cả chục năm. Đó. Đó. Thì mẫu này chúng tôi gọi là mẫu số 02 nha các anh em. Mẫu số 02 cho nên anh em nào lưu ý dây xích mồi trần mẫu 02 nha. Đó. Rất là gọn. Bởi vì ở đây bán nhiều mẫu. Đó, anh em nào có thể là mua cùng lúc dây với lại bộ nọc. Nọc thì bán riêng mà dây bán riêng nha các anh em, lưu ý nọc bán riêng, dây bán riêng. Đó. Nọc bán riêng, dây bán riêng. Anh em nào muốn mua nọc thì mua nọc, và anh em nào muốn mua dây thì mua dây. Nếu cùng lúc mua cả nọc lẫn dây thì chúng tôi sẽ có cái giá khuyến mãi ưu đãi cho tất cả các anh em nha. Bởi vì mình mua nhiều món thì tất nhiên là giá nó sẽ có là giá nó sẽ là giá mềm cho anh em. Đó, một con mồi trần nếu anh em muốn ra rừng thì tất yếu nó phải có những cái thứ như thế này: dây và một bộ nọc. Bộ nọc thì phải hai cây thì mới sử dụng được nha các anh em, chứ nọc này một cây không sử dụng được. Đó. Đó, cách là sử dụng là như thế. Rồi, tóm lại vấn đề thì anh em nào thích cái mẫu dây mồi trần Mã Lai mẫu 02 này thì cứ alo đến cho shop mẫu 02 nha các anh em. Mẫu 02 nó chống sắn bằng đồng vĩnh viễn này. Đó, rất là bền. Đó, anh em thấy chưa, đồng này là phải tiện bằng CNC, có nghĩa là tiện bằng máy kỹ thuật số, chứ mình tiện bằng tay thì nó không đẹp, nó không ra hình số 8. Đó, anh em mua hàng thì liên hệ hai số này. Ngoài ra shop còn rất nhiều sản phẩm, anh em có thể xem ở các phần trình chiếu ở phía sau nha. Đó là lồng mồi trần này, lồng sách mồi đất đi 7 trần này, quần áo ngụy trang này, lo điều khiển từ xa này, liều ngụy trang này, cỏ thái này, khoáng này, vitamin này, giò cu, đặc biệt là giò cu cáp C432 hoặc cáp C7 siêu nhiện. Rồi, xin chào tất cả các anh em, chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ nhé.